Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả anh em một cái dòng máy cắt và sử dụng để cắt các chất liệu da hoặc là vải, giấy hoặc là cao su và hoặc là lam ru hoặc biển quảng cáo. Thì đây là một cái dòng máy cắt rất là mới lạ ở thị trường Việt Nam. Về dòng máy này thì hôm nay sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái thông số và cũng như về cái công dụng của dòng máy này. Về thông số thì máy sử dụng nguồn điện 220V, có công suất là 170W và tốc độ vòng tua là 2.400 vòng trên phút. Về cái mẫu thiết kế thì ở trên đây chúng ta sẽ có một cái dao. Dao này là dao thép HNF để chúng ta có thể cắt rất là ngọt. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút bấm. Nút bấm này có tác dụng là khi mà cái dao của chúng ta sử dụng một thời gian có bị bùn thì chúng ta có thể mài trực tiếp ở trên cái chiếc máy này. Về tiếp theo thì cái dây nhận của cái dòng máy này thì được tầm khoảng 1.5 mét dây. Sau này chúng ta sẽ có một cái công tắc bấm ở đây rất là thuận tiện, khi mà anh em chúng ta cầm thì chúng ta có thể sử dụng dòng máy này. Khi anh em chúng ta mua máy, máy được đựng trong một chiếc hộp như thế này, đây là cái phần máy bằng vàng, và kèm theo đó thì chúng ta sẽ có một cái đầu mở cái lưỡi dao này và hai chiếc chổi than. Thì chiếc máy này được chạy bằng động cơ chổi than anh em nhé. Và kèm theo đó thì một chiếc đá mài để chúng ta thay thế các cái đá mài ở đây. Và kèm theo thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc dao cắt để chúng ta thay thế trường hợp khi mà dao bị hỏng hoặc là phù. Đây là tất cả những gì có bên trong một chiếc máy như này. Và để trải nghiệm xem dòng máy này mang lại cho chúng ta hiệu quả như thế nào thì sau đây sẽ giới thiệu và cũng như hướng dẫn anh em chúng ta cách sử dụng dòng máy này nhé. Và vừa rồi là một số các cái tính năng cũng như công dụng của dòng máy cắt đa năng này. Và anh em là chúng ta quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc bình luận phía dưới. Các bạn đừng quên bấm like hoặc đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới từ hệ thống phân phối Vidachi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.